Đối với những người yêu thích lịch sử, đặc biệt là Tam Quốc diễn nghĩa, chắc hẳn không thể không nhắc tới câu nói nổi tiếng của Tào Tháo: "Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta hứng thú." Xét về mặt sâu sắc hơn, có thể thấy rằng việc Tào Tháo bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vợ của kẻ thù không đơn thuần chỉ là một hành vi chinh phục bình thường. Thực tế, điều này phản ánh một khía cạnh nhân văn sâu sắc, một cảm nhận tình người đầy chất thơ trong cái nhìn của ông về tình yêu và đối thủ. Đây là biểu hiện của một trí tuệ và tâm hồn rộng mở, biết đánh giá cao giá trị của những gì thuộc về người khác, ngay cả khi đó là kẻ thù. Việc này không chỉ đơn giản là khao khát chiếm đoạt hay ghen tị, mà còn là một sự thừa nhận về vẻ đẹp vượt trội không thể phủ nhận được. Một sự đánh giá cao đầy tế nhị dành cho những điều tốt đẹp ở người khác, kể cả trong hoàn cảnh đối đầu gay gắt nhất. Thứ nhất, phụ nữ thời cổ đại thường bị ghẻ lạnh. Trong thời kỳ hỗn loạn của Tam Quốc, khi quần hùng cạnh tranh quyền lực, việc dành thời gian cho những mối quan hệ tình cảm cá nhân thường không được ưu tiên. Những nhà lãnh đạo như Tào Tháo với khát vọng bá chủ, tập trung vào việc thu phục nhân tài và xây dựng bá nghiệp, chinh phục các thế lực từ Nam chí Bắc. Xét về một góc độ khác, nhân vật Gia Cát Lượng vốn được mệnh danh là Ngọa Long, con rồng đang nằm, và là đồng minh của ông Bàng Thống được gọi là Phượng Sồ, có nghĩa là chim phượng hoàng nhỏ, cũng phản ánh cái nhìn của thời đại về nhân tài. Dù được mô tả trong sử sách là người đẹp trai, cao lớn và phong độ, Gia Cát Lượng lại chọn lấy một người vợ không mấy xinh đẹp. Điều này cho thấy sự lựa chọn của ông không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, mà còn vì những lý do khác, bao gồm cả chính trị. Hoàng Nguyệt Anh, vợ của Gia Cát Lượng, không chỉ nổi tiếng với vẻ bề ngoài không mấy nổi bật, mà còn với trí tuệ sáng tạo của mình, được cho là người chế tạo ra ngựa gỗ và trâu máy. Sự kết hôn này không chỉ là một liên minh gia tộc, qua đó Gia Cát Lượng có thể thừa kế sự nghiệp của cha vợ, mà còn là một phần của chiến lược chính trị rộng lớn. Lưu Bị, một nhân vật khác trong kịch bản chính trị thời đó, cũng thể hiện quan điểm tương tự đối với phụ nữ. Ông coi hôn nhân như một công cụ để củng cố quyền lực và địa vị chính trị của mình. Lưu Bị lấy Tôn Thượng Hương, em gái của Tôn Quyền, không chỉ để vun đắp liên minh với Đông Ngô, mà còn để đảm bảo sự nối dõi của mình qua các con. Trong khi đó, cuộc sống và số phận của hai người trước của ông, Mi Phu Nhân và Cam Phu Nhân, lại không được coi trọng. Cuối cùng, họ phải chịu số phận bi thảm khi bị bỏ rơi trong chiến loạn. Điều này cho thấy, dù trong bối cảnh nào, việc chiếm đoạt vợ của kẻ thù vẫn được coi là một trong những chiến lược chính đáng, thể hiện sự đánh giá cao về tiềm năng quân sự và tài chính của Tào Tháo. Từ đó, phản ánh quan điểm của thời đại đối với các mối quan hệ và giá trị nhân văn phức tạp. Thứ nhì, anh hùng thời xưa thường sống không thọ. Trong những thời đại xáo trộn của lịch sử Trung Hoa, những người anh hùng tài ba thường có số mệnh không trường thọ. Họ dấn thân vào cuộc tranh giành giang sơn khốc liệt, nơi chỉ có một ngôi vị nhưng lại có không ít người khao khát. Cuộc đấu tranh này không chỉ để lại những giấc mơ vĩ đại chưa hoàn thành, mà còn để lại những quả phụ trẻ tuổi bơ vơ giữa cảnh chiến loạn, ôm mối tương tư nặng nề. Có thể kể tên không ít những tướng lĩnh yểu mệnh như Điêu Thuyền vừa gặp Lữ Bố đã phải chứng kiến cảnh người chồng oai hùng của mình tử nạn khi mới 39 tuổi. Hai người đẹp Giang Đông như Đại Kiều và Nhị Kiều, người được sánh ngang Hương Sắc, đã trao thân cho hai vị anh hùng Tôn Sách và Chu Du. Tôn Sách thì bạc mệnh khi mới 25 tuổi, còn Chu Du cũng chỉ sống thêm được 10 năm sau đó. Ngoài ra, Bàng Thống, một nhân tài của Thục, đã qua đời ở tuổi 36 tại Lạc Phượng, chưa kịp hiến dâng nhiều cho đất nước. Tào Thực, một thiên tài thơ ca, có thể làm thơ chỉ sau 7 bước đi, cũng bỏ mình ở tuổi 40. Cùng cảnh ngộ, Tào Xung, tài năng còn vượt trội hơn cả Tào Thực, đã qua đời khi mới chỉ là một thiếu niên. Quách Gia, một nhân vật được Tào Tháo vô cùng trọng dụng, cũng không qua khỏi tuổi 37.
người đời nói rằng nếu Quách Gia còn sống, có lẽ Tào Tháo có thể yên vị trên ngôi báu. Như vậy, những anh hùng của thời chiến thường chóng mặt, chết đi để lại những người phụ nữ trẻ tuổi còn đầy sức sống mà không có chỗ dựa. Trong bối cảnh phân tranh không ngừng, việc tìm kiếm một người chồng vừa có tài lãnh đạo, vừa có sức khỏe tốt để có thể sống lâu dài, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình là điều hết sức khó khăn. Trong số ít những người có thể đáp ứng được những tiêu chí đó, Tào Tháo, với tư cách là một trong những lãnh tụ mạnh mẽ và quyền lực của thời đại, chính là một ứng viên sáng giá. Thứ ba, Tào Tháo rất giỏi chiều chuộng nữ nhân, là người tài hoa tài tử và có lối sống tiết kiệm. Trong tác phẩm vĩ đại Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhà văn La Quán Trung đã vẽ nên một hình ảnh Tào Tháo với những phẩm chất không mấy cao quý. Ông được miêu tả là người tham lam, đam mê sắc đẹp và có xu hướng tiêu xài phung phí. La Quán Trung ghi chép lại rằng Tào Tháo có một niềm đam mê bất tận đối với những người phụ nữ xinh đẹp. Do đó, ông đã cho xây dựng Đồng Tước Đài, một cung điện hoành tráng, nơi tập hợp những mỹ nhân nổi tiếng khắp thiên hạ để cùng nhau thưởng thức âm nhạc, sáng tác thơ ca và sống trong những thú vui trác táng. Theo những ghi chép của La Quán Trung, mục đích xây dựng Đồng Tước Đài của Tào Tháo không chỉ đơn thuần là để hưởng thụ, mà còn là để chuẩn bị cho một cuộc sống yên bình sau khi thống nhất được thiên hạ. Tào Tháo dự định sẽ đưa Tiểu Kiều và Đại Kiều, hai nàng kiều xinh đẹp từ Giang Đông, về đây để cùng nhau tận hưởng tuổi già. Thực hiện ý đồ này, Tào Thực, con trai của ông, đã sáng tác bài thơ Đồng Tước Đài Phú, trong đó miêu tả việc xây dựng hai đài trái phải với đài Ngọc Long và Kim Phụng, và nơi giữ hai nàng kiều ở hướng Đông Nam để cùng vui vẻ từ sáng tới tối. Tuy nhiên, cũng có luận điểm cho rằng việc Tào Tháo muốn chiếm đoạt Tiểu Kiều và Đại Kiều có thể là một chiến thuật do Gia Cát Lượng bịa đặt nhằm kích động Chu Du hành động. Trong cuốn tiểu thuyết, ở chương 44, có đoạn đối thoại giữa Gia Cát Lượng và Chu Du. Gia Cát Lượng nói với Chu Du rằng ông ta có một kế sách có thể buộc quân Tào phải rút lui, đó là dâng nạp Tiểu Kiều và Đại Kiều cho Tào Tháo. Nghe xong, Chu Du bùng nổ cơn thịnh nộ và đồng ý liên minh với Gia Cát Lượng để chống lại Tào Tháo, cho thấy rằng thông tin này có thể chỉ là một phần trong chiến lược tâm lý mà Gia Cát Lượng muốn mang tới. Trong lịch sử Trung Hoa, hình ảnh Tào Tháo thường phức tạp và đa chiều, khác biệt rõ rệt với những gì được mô tả trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Theo các sử liệu uy tín như Ngụy Quốc Chí, Tào Tháo được biết đến là một vị quân chủ sống theo lối giản dị và tiết kiệm, áp dụng cả trong các sự kiện quan trọng như hỷ sự và tang lễ. Nội giới lệnh do ông ban hành cũng phản ánh quan điểm này, khi yêu cầu các thành viên trong gia đình không được ăn mặc quá phô trương, nhằm thúc đẩy lối sống tiết kiệm và chống lãng phí. Tào Tháo cũng nổi tiếng với đời sống gia đình phức tạp khi có tới ít nhất 10 người vợ và 25 người con. Mặc dù trong số các bà vợ của ông có người từng là kỹ nữ, ông vẫn dành tình thương sâu sắc cho họ và chăm sóc các con một cách chu đáo, đảm bảo rằng họ được giáo dục tốt và trở thành những nhân tài của đất nước. Điển hình là Tào Phi, Ngụy Văn Đế, người kế nghiệp ông. Trong phương diện phòng the, Tào Tháo không ngừng tìm tòi và học hỏi những kỹ năng ân ái để làm hài lòng những người phụ nữ của mình. Ông đã chỉ đạo người của mình phải tìm kiếm những bí quyết yêu đương khắp nơi, tổng hợp lại thành phòng trung thuật. Đối với Tào Tháo, chuyện phòng the không chỉ là nhu cầu thể xác mà còn là một hình thức nghệ thuật. Bên cạnh đó, Tào Tháo còn được biết đến như một nhà thơ có tài. Các tác phẩm thơ của ông như Đoạn Ca Hành, Đối Tửu Ca, Độ Quan San vẫn còn được người đời sau trân trọng và đọc đi đọc lại. Thông qua thơ ca, người đọc có thể cảm nhận được tính cách hào sảng, phóng khoáng của một vị thi nhân ẩn mình trong bộ dạng của một vị tướng. Tóm lại, Tào Tháo là một con người đa tài, không chỉ giỏi trong việc quản lý gia đình và chính sự, mà còn làm thỏa mãn những người phụ nữ của mình và sở hữu tài năng thơ ca xuất chúng. Liệu những phẩm chất đa diện này có khiến ông trở thành một trong những nhân vật đáng để các chị em ngưỡng mộ hay không?
thứ tư, cưới vợ của kẻ thù là một hình thức tri ân, báo đáp. Trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp quân sự, Tào Tháo đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nhờ tài cầm quân xuất sắc của mình. Ông đã thống lĩnh và kiểm soát Trung Nguyên thông qua việc lần lượt chinh phục các đối thủ mạnh như Trương Tú, thu phục Lưu Bị, bắt giữ Lã Bố, tiêu diệt Viên Thuật và cuối cùng là đánh bại quân đội hùng hậu của Viên Thiệu tại trận Quan Độ, nơi ông đã đối đầu với hơn 700.000 quân. Dù đã từng thất bại tại trận Xích Bích, Tào Tháo tiếp tục thực hiện các chiến dịch mở rộng lãnh thổ, trong đó có việc chiếm đoạt Kinh Châu từ tay của Lưu Bị và tiến quân về phía Bắc, chống lại quân Tây Lương và Đông Xuyên. Tào Tháo không chỉ là một vị tướng lỗi lạc, mà còn là người đàn ông hiểu rõ về luật chơi của chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc. Việc chiếm đoạt vợ của kẻ thù không chỉ là chiến lợi phẩm, mà còn là biểu hiện của tình nghĩa giữa các anh hùng, một hành động lá lành đùm lá rách. Mặc dù điều này có vẻ trái với những chuẩn mực đạo đức thường thấy, khi những người chiến bại dưới tay ông không còn nơi nương tựa, Tào Tháo đã không ngần ngại giúp đỡ họ bằng cách chăm sóc vợ và gia đình của họ. Hành động này không chỉ thể hiện lòng từ bi, mà còn cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về tình thế chiến trận, nơi mà không phải lúc nào cũng có thể lựa chọn giữa đúng và sai một cách rõ ràng. Trong thời đại ấy, phụ nữ có thể được coi như món hàng trong các giao dịch giữa các anh hùng. Nhưng Tào Tháo đã thể hiện một cách nhìn nhận tôn trọng hơn đối với số phận của họ. Ông không chỉ bảo vệ những người phụ nữ này, mà còn đảm bảo họ có cuộc sống tốt hơn sau khi mất chồng. Thực tế này có thể được nhìn nhận là trái với những quy tắc thông thường, nhưng cũng chính là minh chứng cho thấy sự cao cả và lòng nhân ái của Tào Tháo, thể hiện qua lời thơ: thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Đây không chỉ là bài học về chiến thuật, mà còn là bài học về nhân sinh, về việc gìn giữ tình nghĩa và hiểu biết nhau giữa những con người trong biến cố lịch sử. Nhưng có hai trường hợp Tào Tháo không dám có động thái gì với vợ của kẻ địch, đó chính là vợ của Lã Bố và Lưu Bị. Vợ của Lã Bố đó chính là Điêu Thuyền. Tào Tháo, một trong những vị quân chủ tài ba của lịch sử Trung Quốc, vốn nổi tiếng với khả năng chỉ huy quân đội và sử dụng nhân tài hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu vang dội, ông còn để lại danh tiếng không mấy tốt đẹp về mặt đạo đức cá nhân, đặc biệt là thói phong lưu và sở thích chiếm đoạt vợ của người khác. Thế nhưng, trong trường hợp của Điêu Thuyền, vợ của Lã Bố, Tào Tháo lại có thái độ khác lạ. Ông đã không dám chiếm đoạt người đẹp này cho riêng mình. Sự kiêng kỵ này của Tào Tháo không phải là không có căn cứ. Theo những đánh giá của trang báo mạng hiện đại của thời Trung Quốc, nguyên nhân chính đến từ tính cách thận trọng và đa nghi của ông. Tào Tháo được biết đến là người có khả năng quan sát và đánh giá người khác một cách sắc bén. Mặc dù Điêu Thuyền có vẻ ngoài nổi bật, nhưng Tào Tháo đã nhận ra người phụ nữ này không chỉ đơn thuần là một bóng hồng. Cô mang trong mình sự nguy hiểm tiềm tàng mà câu Ngạn ngữ "hồng nhan họa thủy" đã chỉ rõ. Vẻ đẹp của Điêu Thuyền đã từng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Đổng Trác và Lã Bố, hai trong số những đối thủ lớn của Tào Tháo. Có lẽ nhờ sự sáng suốt đó mà Tào Tháo đã quyết định không rước Điêu Thuyền về để làm hại mình, dù biết rằng có mặt của một người phụ nữ đẹp như vậy có thể làm dấy lên sự ngưỡng mộ và thậm chí là ghen tị từ người khác. Nhưng ông cũng hiểu rằng việc giữ Điêu Thuyền bên cạnh mình sẽ chẳng khác nào nuôi một mầm họa, có thể đe dọa đến an toàn cá nhân và tham vọng chinh phục thiên hạ của mình. Tào Tháo với mục tiêu là thống nhất thiên hạ đã lựa chọn không mạo hiểm vì một thú vui nhất thời. Vợ của Lưu Bị. Khi Tào Tháo tiến quân chiếm Kinh Châu, Lưu Bị đã buộc phải bỏ lại vợ của mình để thoát thân. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có ghi chép rằng Triệu Vân đã cứu được Cam Phu Nhân và A Đầu, nhưng Cam Phu Nhân đã tự tử bằng cách nhảy xuống giếng. Trong khi đó, Tam Quốc Chí lại ghi nhận rằng Cam Phu Nhân được hộ tống an toàn trở về.
Dù theo bản ghi chép nào, điều rõ ràng là Cam phu nhân không hề bị đưa vào hậu cung của Tào Tháo. Về việc này, có thể giải thích qua ba nguyên nhân chính sau. Nguyên nhân thứ nhất, dù trong hoàn cảnh thù địch, những nguyên tắc đạo đức cơ bản vẫn được tuân thủ, nhất là không ra tay với thê thiếp của kẻ địch khi người đó vẫn còn sống. Tuy nhiên, nếu những người phụ nữ này góa chồng, thì tính chất của vấn đề có thể sẽ bị thay đổi. Nguyên nhân thứ hai, mặc dù vào thời điểm đó Lưu Bị chưa có thế lực lớn, Tào Tháo đã nhận ra Lưu Bị là người có chí tranh thiên hạ. Họ tôn trọng thái độ và phẩm chất của Lưu Bị, do đó không muốn hạ thấp mình bằng hành vi cướp vợ của ông. Từ đó thể hiện lòng tôn trọng, cao quý giữa các anh hùng. Nguyên nhân thứ ba liên quan đến vẻ ngoài của các phu nhân của Lưu Bị. Trong Tam Quốc Chí và Tam Quốc Diễn Nghĩa, những người phụ nữ có nhan sắc bị chiếm hữu thường được miêu tả kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không có mô tả nào chi tiết về vẻ bề ngoài của vợ Lưu Bị. Kết hợp với thực tế rằng Lưu Bị thường xuyên bỏ lại vợ mình, có thể suy đoán rằng những người phụ nữ này không có vẻ ngoài nổi bật. Vì vậy Tào Tháo và Lã Bố không coi việc chiếm đoạt họ là đủ quan trọng để rước lấy mối thù với Lưu Bị, nhất là khi đối tượng không mang lại giá trị nào về mặt sắc đẹp hay quyền lực. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện. Hãy để lại các bình luận, chia sẻ video để cùng nêu những nhận xét và cảm nghĩ của mình. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!